hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì bò Huế mọi người, như uống hơi đèn đá mọi người, chấm có thường đen thường đỏ sơ tái với chanh mọi người. Mì bò Huế mọi người, bún bò Huế mọi người, mì bò Huế nghe quen hơn rồi, thường đen thường đỏ với chanh mọi người, sơ tái. Cà phê, cà phê đen đá, nét cà phê Việt luôn, cà phê đen đá. Bổ luôn nè. Đổ luôn nè. Mời người vô. À, người ăn sáng rồi, sáng uống về sáng rồi. Sáng rồi. Giờ muốn về gia đình rồi. Thank you.
cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi sáng ngày mai cho đến ngày.